Hoa hồng trên ngực trái preview tập 42. Thái viết di chúc cho Bống và Mun. Thưa quý vị và các bạn, tập 41 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng với những diễn biến vô cùng bất ngờ. Trước đó khi trailer giới thiệu tập 41 Hoa hồng trên ngực trái vừa được lên sóng, đã có hàng loạt những giả định được đưa ra về tình tiết Thái bị ngộ độc ở nhà hàng của Khuê, hoặc Thái vì níu kéo Khuê không thành nên đã cố ý giả vờ bị ngộ độc tại nhà hàng của Khuê để hãm hại Khuê. Nhưng những gì trong tập 41 Hoa hồng trên ngực trái vừa phát sóng tối nay ngày 25 tháng 12 cho chúng ta thấy rõ, tình tiết đó không phải Thái cố ý để hãm hại Khuê mà chỉ là tình cờ đến đó cùng Khang để dùng bữa. Thế nhưng đồ ăn chưa kịp đem ra thì Thái đã lên cơn đau và nôn ra máu. Đó cũng là giờ cao điểm của nhà hàng nên có rất nhiều khách đến ăn. Chứng kiến cảnh tượng này, có nhiều thực khách đã nhanh chóng quay lại clip rồi tung lên mạng xã hội nói rằng Thái bị ngộ độc tại nhà hàng của Khuê. Nhanh chóng, San đã phát hiện ra được clip này và vô cùng bực tức Thái, nghĩ rằng Thái đang làm trò tại nhà hàng của mình. Còn Khuê thấy Thái bị nôn ra máu, cô vô cùng lo lắng. Khi Khang đã nói để Khang đưa Thái đi bệnh viện, Khuê không yên tâm, bảo San ở lại trong cửa hàng và giải quyết mọi việc ở nhà hàng. Còn Khuê vội vàng chạy đến bệnh viện. Nghe Khang nói rằng Thái bị dạ dày và mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Tuy vậy, Khuê vẫn không yên tâm. Thấy Khuê băn khoăn, Khang đã nói chuyện với Khuê rằng Khang muốn biết rõ được ý định sau này của Khuê là gì. Vì thấy Khuê và Thái dù đã ly hôn rồi, nhưng khi Thái bị bệnh thì Khuê lại vô cùng lo lắng, quan tâm tới Thái. Trong khi đó, giữa Khuê và Bảo lại đang bước vào một mối quan hệ mới. Khuê cũng nói rõ với Khang rằng giữa Khuê và Thái có lẽ sẽ có sự ràng buộc từ giờ đến hết đời vì hai người có con chung. Thế nhưng việc quay lại với Thái thì sẽ không bao giờ. Còn những gì đang diễn ra với Bảo thì chưa có gì là chắc chắn. Điều này lại một lần nữa khẳng định cho chúng ta thấy Khuê sẽ không quay trở lại với Thái dù bất kỳ điều gì xảy ra. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là lời Khuê nói khi Khuê chưa biết được sự thật về căn bệnh mà Thái đang mắc phải. Nếu khi biết được Thái đang mắc bệnh hiểm nghèo và không còn sống được bao lâu thì Khuê có còn bỏ mặc Thái không? Với tính cách của Khuê, thương người, nhất là bố của các con mình, thì Khuê không bao giờ muốn bỏ mặc anh trong những lúc khó khăn nhất. Chi tiết này khiến khán giả vô cùng lo lắng Bảo sẽ lại tiếp tục bị mọc sừng. Còn Thái sau khi trở về từ bệnh viện, ở tập 42 Hoa hồng trên ngực trái, Thái viết di chúc cho Bống và Mun, nói rằng đến một lúc nào đó có sự việc gì xảy ra thì Bống và Mun cùng mọi người sẽ đọc được những dòng này của anh. Khi đó mới biết được anh đã lo lắng như thế nào cho các con và mẹ mình, cũng như những ăn năn hối lỗi mà Thái đã làm trước đây. Thái mong muốn những người ở lại luôn được sống vui vẻ, hạnh phúc. Vậy là cái nghiệp mà Thái phải trả không chỉ dừng lại ở mức tán gia bại sản, thân bại danh liệt, mà hiện giờ anh đã đón nhận tin kinh khủng nhất. Cứ tình trạng này, có thể Thái còn không trụ vững đến ngày bé Bống mổ tim. Trong khi đó ở tập 41 Hoa hồng trên ngực trái vừa lên sóng cũng cho thấy những tình tiết liên quan tới pháp lý giữa Dung và Thái. Rất có thể Thái sẽ bị liên đới và không tránh khỏi sự tra hỏi của các cơ quan pháp lý. Tập 42 Hoa hồng trên ngực trái được phát sóng lúc 21h40 ngày mai 26 tháng 12. Chúng ta hãy cùng đón xem để biết được những diễn biến xoay quanh nhân vật Thái diễn ra như thế nào nhé. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình tiết tiếp theo của Hoa hồng trên ngực trái để gửi tới quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24h TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.